Hôm nay ngày 2 tháng 8, Toyota chính thức ra mắt Land Cruiser Prado thế hệ mới, dự kiến bàn giao tới khách hàng từ năm sau tại Mỹ. Mang tên mã là Z250, Toyota Land Cruiser 2024 mới sử dụng cùng nền tảng TNGAF như Lexus GX và Land Cruiser 300 series vốn chỉ dành cho thị trường nước ngoài, nhưng có mức giá phải chăng hơn mẫu xe tiền nhiệm. Cụ thể, tại thị trường Mỹ, Toyota Land Cruiser 2024 có giá khoảng 1 tỷ 302 triệu. Về thiết kế ngoại thất, Land Cruiser 2025 tiếp bước Lexus GX 2024 sở hữu kiểu dáng hình hộp, với một số điểm nhấn thiết kế được lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển. Kiểu dáng thiết kế có sự khác biệt giữa các biến thể. Trong đó, biến thể Land Cruiser 1958 cơ sở có đèn pha LED hình tròn, cũng như lưới tản nhiệt hình chữ nhật với dòng chữ Toyota. Tiếp theo là phiên bản Land Cruiser sử dụng cụm đèn pha hình chữ nhật, dễ gợi liên tưởng đến mẫu FJ62 ra mắt từ giữa những năm 1980 phiên bản Land Cruiser cấp trung này cũng đổi đèn sương mù truyền thống thành các đơn vị Resort có thể lựa chọn màu sắc, có lẽ sẽ cung cấp các tùy chọn màu vàng và trắng như trên Tơ Câu Ma, Trail Hunter. Những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe cứng cáp và chắc chắn hơn, có thể lựa chọn Land Cruiser First Edition. Phiên bản cao cấp này sẽ được sản xuất giới hạn chỉ 5.000 chiếc, sở hữu tấm chống trượt phía trước, giá nóc, đèn pha hình tròn thể thao, tấm chắn bùn. Tất cả các phiên bản của Toyota Land Cruiser 2024 đều được trang bị tiêu chuẩn mâm xe 18 in, trong đó phiên bản Land Cruiser được cung cấp tùy chọn mâm xe 20 in. Điều đáng nói là Land Cruiser và First Edition có vòm bánh xe rộng hơn. Xe sẽ được cung cấp 7 màu sơn ngoại thất khác nhau, bao gồm Black, Ice Cap, Wind Chupan, Underground, Meteor Sour, Trail Dust và Heritage Blue. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn các phiên bản ngoại thất hai tông màu. Về kích thước, chiếc SUV có chiều dài tổng thể 4.920mm, rộng 2.139mm và cao 1.859mm với chiều dài cơ sở kéo 2.850mm. Điều đó có nghĩa là mẫu xe này dài hơn Land Rover Defender 163mm, mặc dù nó có chiều dài cơ sở ngắn hơn 173mm. Di chuyển vào bên trong, phiên bản cơ sở Land Cruiser 1958 có nội thất 5 chỗ ngồi, ghế ngồi bọc vải khởi động bằng nút bấm và hệ thống Toyota Audio Multimedia 8 in. Người dùng cũng sẽ nhận được ghế trước có sưởi và điều chỉnh cơ, vô lăng có sưởi và hệ thống âm thanh 6 loa. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ sạc điện thoại thông minh không dây. Di chuyển lên phiên bản Land Cruiser, người dùng sẽ nhận được nhiều trang bị hơn bao gồm ghế trước sợp text có sưởi và thông gió với khả năng điều chỉnh điện. Chúng được kết hợp với hệ thống thông tin, giải trí 12.3 in lớn hơn và hệ thống âm thanh 10 loa những người dùng đề cao yếu tố sang trọng hơn, có thể lựa chọn gói trang bị cao cấp bổ sung thêm ghế da có sưởi và thông gió, màn hình hát, hệ thống âm thanh cao cấp JBL 14 loa, gương chiếu hậu kỹ thuật số và cửa sổ trời. Về nội thất của bản First Edition, người dùng sẽ nhận được ghế ngồi bọc da, cũng như logo First Edition dập nổi trên các tấm ốp cửa. Chấm 0 bao gồm kiểm soát hành trình bằng radar động ở mọi dài tốc độ, hỗ trợ theo dõi làn đường và hệ thống cảnh báo tiền va chạm với tính năng phát hiện người đi bộ. Chúng được kết hợp với đèn pha tự động, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông, hỗ trợ lái xe chủ động và cảnh báo trạch làn đường với hỗ trợ lái xe. Thêm vào đó là các tính năng giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trong khi Lexus GX trang bị động cơ V6 dung tích 3.4 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 349 mã lực và mô men xoắn cực đại 649 Nm thì Land Cruiser phiên bản Mỹ sẽ chỉ có sẵn với hệ truyền động E-Fox Max Hybrid. Được ra mắt lần đầu trên tơ câu ma 2024, hệ truyền động này bao gồm động cơ 2.4 lít 4 xi lanh tăng áp, bộ pin 1.87 kW và hộp số tự động 8 cấp với mô tô điện tích hợp. Hệ truyền động Hybrid cho công suất kết hợp 326 mã lực và mô men xoắn cực đại 630 Nm.